Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2022, thứ năm, tuần thứ ba mùa vọng. Trích sách tiên tri Isaiah, Chúa phán, hỡi người son sẻ hãy ra mừng, hãy vui mừng, hãy hân hoan. Hỡi người không sinh nở vì con cái người phụ nữ bị bó rơi sẽ nhiều hơn con cái người có đôi bạn. Hãy mở rộng trại ngươi ở, hãy dân trướng nhà ngươi chớ để chặt hẹp hãy dăng dây cho dài đóng cọc cho chắc ngươi sẽ bành trướng ra bên tả bên hữu dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm gia nghiệp đừng sợ vì ngươi sẽ không phải thất vọng đừng xấu hổ vì ngươi sẽ quên sự hổ thẹn thời niên thiếu và nỗi nhục nhã của thời quá bùa, ngươi cũng quên đi vì đấng thống trị ngươi là đấng đã tạo thành ngươi Danh Ngài là Chúa Thiên Binh Đấng cứu chuộc ngươi là Đấng Thánh Israel Người là Thiên Chúa khắp địa cầu Chúa ngư phán Như người thiếu phụ bị bỏ rơi và sầu muộn Chúa gọi ngươi Sao có thể ly dị người vợ trong buổi thanh xuân Trong một thời gian ngắn Ta đã bỏ ngươi Nhưng với lượng từ bi Ta sẽ đón nhận ngươi Chúa cứu chuộc người phán Trong cơn nóng giận ta đã ẩn mặt khỏi ngươi Nhưng trong tình yêu vĩnh cửu ta xót thương ngươi Cũng như trong thời Noe Ta đã thề rằng nước lụt Noe sẽ không tràn ra trên đất nữa Thì ta cũng thề rằng ta sẽ không giận ngươi Không trách ngươi nữa Chúa thương xót ngươi phán Dù núi giờ, dù đồi chuyển Tình yêu của ta đối với ngươi không hề thay đổi và giao ước bình an của ta luôn vững bền. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con và không để quân thù hoan hỷ về con. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn con thoát xa âm phù. Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ Lạy Chúa con ca tùng Chúa Vì đã giải thoát con Các tín đồ của Chúa Hãy đàn ca mừng Chúa Và hãy cảm ta thánh danh Ngài Vì cơn dân của Ngài chỉ trong giây phu Nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời Chiều hôm có gặp cảnh lê rơi nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỷ Lạy Chúa con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con Lạy Chúa xin nhầm lời và xót thương con Lạy Chúa xin Ngài gia ân cứu giúp con Chúa đã biên đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho con Lạy Chúa là Thiên Chúa của con Con sẽ tan tùng Chúa tới muôn đời Lạy Chúa, con ca tùng Chúa vì đã giải thoát con. Alleluia, Alleluia. Này đây, Chúa đến để cứu dân người. Hạnh phúc thay những ai sẵn sàng đón rước Chúa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa, khi những người an sai đến đi rồi, Chúa Giêsu nói với đám đông về an rằng: Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sệ phấp phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc ống ả và đời sống xa hoa thì ở trong cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Chính về ông đã có lời chép rằng, Này đây, ta sai sứ thần ta đi trước con, và sẽ dọn đường cho con. Ta nói cho các ngươi biết, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một người nào cao trọng hơn Do An. Những người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa lại cao trọng hơn ông. Toàn thể dân chúng đã nghe người, cả những người thu thuế đều vâng lời Thiên Chúa và chịu phép rửa của Do Còn những người biệt phái và luật sĩ đã kinh chê ý định của Thiên Chúa và họ không chịu để Do thanh tẩy cho. Đó là lời Chúa, lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Cao trọng trong nước trời kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. Luca chương 7 câu 28 Suy niệm Doan tẩy giả, vị ngôn sứ cuối cùng có vinh dự đích thần giới thiệu đấng cứu thế. Ông thực sự cao trọng nhất trong số phàm nhân đã được sinh ra. Tuy nhiên, ngay sau đó, Chúa Giêsu lại khẳng định, kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. Quả thật, chuẩn mực của nước trời khác với chuẩn mực của thế gian. Chúa Giêsu nhiều lần nói đến sự đảo ngược thứ tự như thế trong nước trời, nơi mà những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Mắc theo chương 20 câu 16. Ngài cũng cho biết Ngài đứng về những người bé mọn, đó là những người nghèo hèn, bị loại trừ, dễ bị tổn thương. Ngài đồng hóa mình với họ và ai làm những điều tốt đẹp cho một trong những người bé bồng ấy thì Chúa kể là làm cho chính Ngài. Bắt theo chương 25 câu 40 Mời bạn, con Thiên Chúa khi Giáng sinh làm người đã từ bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa và hạ mình trở nên bé nhỏ để ở với con người và Ngài hiện diện nơi những con người thấp cổ bé miệng. Bạn hãy tập nhìn bằng đôi mắt của Thiên Chúa, cảm nhận bằng con tim thương xót của Thiên Chúa để nhận ra Ngài nơi những con người nhỏ bé, nghèo hèn mà bạn gặp hàng ngày. Sống lời Chúa, chọn làm việc phục vụ âm thầm và hàng mộng nhất mà không chờ một phần thưởng nào ngoài việc xác tín mình đã làm theo ý Chúa mà thôi. Cầu nguyện, lạy Chúa, con chỉ là hạt cát nhỏ bé nhưng Chúa đã trở nên bé nhỏ để ở với chúng con. Xin cho con cũng biết trở nên đơn sơ bé nhỏ Nhờ đó con dễ nghe được tiếng Chúa nói Dễ thấy Chúa hiện diện nơi những anh chị em nghèo hàng Mà con gặp gỡ mỗi ngày Amen Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày Xin một chút ánh sáng Triết gia Diogen nổi tiếng là người hạnh phúc nhất trên đời Thế nhưng cuộc sống của ông là rất đơn sơ, nghèo nàn. Ông sống trong một cái thùng, ngày ngày nằm đọc sách nhờ ánh sáng qua lỗ hổng ở vách thùng cơ nghiệp của ông vẫn vẹn chỉ có một cái bát gỗ dùng để múc nước xong mà uống thế nhưng một hôm ra sông để lấy nước ông thấy có một em bé chăn cừu dùng hai tay để vụt nước mà uống thế là ông ném cái bát đi và từ đó chỉ dùng tay mà uống nước vua hy lạp nghe biết ông là người hạnh phúc nhất đời bèn tìm đến tận nơi để thăm thấy ông đang nằm đọc sách Nhà vua lại gần để hỏi xem ông có cần gì không. Diogen không trả lời. Nhà vua hỏi bạn nhiều lần, ông niềm tĩnh trả lời như sau. Hạ thần chỉ xin bệ hạ một điều và chỉ một điều mà thôi. Xin bệ hạ tránh ra để hạ thần có đủ ánh sáng mà đọc sách. Diogen đã đuổi khéo nhà vua vì sợ bị xa vào trong danh lợi mà mất cái niềm vui thánh thơ trong cuộc đời thanh bằng đơn sơ. Ai trong chúng ta cũng muốn giàu có. Thế nhưng, giàu có không hẳn đem lại hạnh phúc thật sự cho chúng ta. Chỉ có những ai có tinh thần nghèo khó, chỉ có những ai không coi tiền của như cứu cánh của cuộc đời, những người đó mới thật sự có hạnh phúc. Bài trích sách lẽ sống